Chào mừng toàn thể bà con anh em trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em đang tháo rời trong cái khâu vận chuyển để đưa cái sản phẩm của mình lên phục vụ cho bà con miền Trung Nam Bộ. Ngày hôm nay thì một dàn cày phá lâm ba chảo lên đường vào với lại anh em Đắk Song Đắk Nông để phục vụ cho bà con. Hello ông bạn. Con ốc này bán cho một con à? Có luôn. Đây để tôi vặn vào đây chứ sao nó đéo vào. Dạo này dùng búa đinh không ạ? Thịt mẹ nhìn ngon này thế thì mẹ thao hồ tha rác. Thì kệ mẹ nó thôi. Tha rác còn hơn là được. Thịt mẹ. Thao hồ tha rác. Tha rác cũng được chứ không bỏ là thịt mẹ đây. Đến lúc mà vặn thì chảy bỏ lắm. Bác này là lúc nó tiếp vào đây là bác xứng búa đinh à, búa đinh rồi. Chơi búa đinh hoàn thiết kế thế đấy, thật là thông minh thật là thông minh. Vâng, lên đường nhá, cẩu luôn nhá. Sao tự nhiên xe đông thế nhỉ? Ôi trời, đừng khoác vào đấy chú ạ, khoác mỗi thanh ở giữa thôi, quấn hai vòng vào là chắc. Đấy chú quấn vào. Rồi. Lùi về đằng sau một tí ấy, cho nên đấy nặng. Lên đằng trước một tí xíu. Ba ơi, xây đầu đã. Vừa chưa? Thôi rồi. Lẻ thế hả? Đang đi nó rẩy xuống đấy. Lùi về cháu á. Nhấc bóng lên. Lùi lại. Xuống lên. Thôi xuống. Lùi lại.